Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ lại giới thiệu đến các bạn về dự án Wallet. Thì thông tin về video ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung vào bản white paper của dự án nhé các bạn. Rồi, đây là phần thông tin về white paper của dự án Wallet. Thì bản white paper này dài khoảng 18 trang nha các bạn. Rồi, đây thông tin đầu tiên về tổng cung cấp về thông tin về Wallet. Wallet thì là một nền tảng blockchain sẽ cung cấp cho người dùng cơ hội sử dụng tiền điện tử trong cuộc sống hàng ngày và các doanh nghiệp có cơ hội thu hút khách hàng mới và giữ khách hàng riêng của họ. Bên cạnh cách đơn giản có lợi nhuận để nhận tiền điện tử của người dùng trung bình, Wallet sẽ cung cấp các cửa hàng và cơ sở khác đối với các công cụ để khởi động nhanh các chương trình khách hàng tiền điện tử trong điều kiện thống nhất và không có bất kỳ chi phí nào. Bạn có thể nhận tiền hoàn lại với Wallet hoàn toàn với mọi giao dịch mua. Bất kỳ người dùng thẻ tín dụng cũng sẽ biết rằng với số lượng nghiên cứu phù hợp, bất kỳ giao dịch nào bạn cũng có thể sử dụng thẻ của mình đều sẽ trả lại bạn bằng cổ tức. Trong một thời gian dài, thẻ tín dụng đã cung cấp cho người dùng một hệ thống hoàn tiền trên mọi giao dịch mua thực hiện của họ. Điều này cũng sẽ đúng với thẻ khách hàng thân thiết và các ứng dụng trên điện thoại. Với một số cho phép đầu tư hoặc gửi tiền trực tiếp qua ngân hàng, Wallet thì đang giúp biến điều này trở thành hiện thực cho thế giới của tiền điện tử. Wallet thì sẽ hoạt động như một ví blockchain và tiền điện tử cho người dùng hoạt động của nó, cho phép họ cam kết thanh toán trực tuyến bất cứ nơi nào mà họ có thể. Nó sẽ đại diện cho một thế hệ mới của người dùng tiền điện tử. Nhìn thì nó chuyển đổi từ các loại tiền tệ phía sau bức màn của Internet thành một cái đang chuyển động nhanh chóng từ thế giới số sang các cửa hàng bán lẻ trên các đường phố cao. Vì điều này sẽ trở thành một sự xuất hiện ngày càng phổ biến và Wallet sẽ được coi là một trong những động lực đằng sau đó vì nó khuyến khích người dùng tìm kiếm các cửa hàng chấp nhận tiền điện tử. Vậy thì nó sẽ hoạt động như nào? Thông qua ví tiền của nó và blockchain thì bất kỳ giao dịch sẽ được thưởng cho người dùng với điểm và thông qua quá trình đơn giản này, các giao dịch phức tạp trước đây sẽ được thực hiện vô cùng dễ dàng. Như bạn có thể thông tin thanh toán được tải lên Wallet bằng mã QR. Bạn có thể chi tiêu tiền thưởng của bạn trên thị trường đối tác, lưu dưới dạng tiền điện tử hoặc bán chúng theo điều kiện thị trường. Tất cả các giảm giá và khuyến mại được đặt trong một ứng dụng Wallet và bạn sẽ không cần phải trải qua chương trình riêng lẻ. Các ưu đãi Wallet sẽ mở rộng cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn kết hợp tiền điện tử và Wallet cũng sẽ cung cấp cho các công ty này công cụ mà họ cần để thực hiện nó như một phương thức được chấp nhận. Các tính năng của Wallet. Thứ nhất, đó là một hệ thống minh bạch và nhận tiền hoàn lại trong mã thông báo WU. Tất cả các nhà thầu cung cấp cho khách hàng của họ đều là các điều kiện thống nhất. Thứ hai, đó là một cách nhanh chóng để có thể tích lũy điểm thưởng từ các nhà thầu khác nhau và được tích lũy trong một mã hóa Wallet thống nhất. Thứ ba, đối với các cơ hội và sử dụng mã thông báo WU, các thị trường được chấp nhận thanh toán trao đổi tiền điện tử trên các sàn giao dịch và chuyển đổi thành tiền fiat. Thứ tư, đó là một cách rất là đơn giản, nhanh chóng và an toàn để bạn có thể nhận được các phần đồng tiền điện tử cho các hoạt động hàng ngày. Thứ năm, đó là một khởi động nhanh chóng của các chương trình trong lòng trung thành của nhà thầu. Tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết hiện có sẵn đều đang có sẵn nha các bạn. Rồi, tiếp theo đó là đến về phần thông tin ISO token Wallet. Với token Wallet thì các bạn sẽ cung cấp con số soát kép sẽ là 8.000 Ether và hash kép của dự án này sẽ là 49.000 Ether. Đợt private sale thì đang diễn ra và đợt public sale sẽ sắp tới sẽ diễn ra. Con số người ta có thể chấp nhận thanh toán bằng Ether, Bitcoin hoặc Litecoin thì một WU sẽ bằng 0,01 Ether. Tổng số cung cấp sẽ là 91 triệu WU. Con số mua tối thiểu sẽ là 1 Ether và con số tối đa sẽ là không giới hạn. Đây là bảng phân phối số lượng token, thì có đến 70% dành cho đợt token sale, 16% cho đội ngũ, 10% cho việc sử dụng
token trong app, 4% cho bounty. Đây là bạn sơ đồ phân phối. Số tiền huy động được sẽ có 55% sẽ dành cho các hoạt động của công ty, 25% cho marketing, 15% cho pháp lý và 5% cho hỗ trợ. Đây là wrap mark của dự án. Ý tưởng của dự án bắt đầu vào quý 2 năm 2017. Quý 4 năm 2017 đã thực hiện lên chương trình dự án này và lên bản technical paper của dự án. Quý 2 năm 2018 thì đã tiến hành lên phần thông tin về LOS này, MVP. Quý 4 năm 2018 sẽ bắt đầu đợt private sale ra app quýt với 50 bản, sẽ có tiến hành đến 20 rat show, tiến hành rat show 20 đất nước và sẽ có phần báo cáo và MVP testing. Quý 2 năm 2019 sẽ tiến hành block play chương trình. Quý 4 năm 2019 bắt đầu sử dụng wallet. Thế đây đó là đội ngũ của dự án wallet. Ông Alexander Tekhatri là phụ trách CEO của dự án. Ông Raymond phụ trách COO, ông Alexey phụ trách CTO và khá nhiều các thành viên khác của dự án. Để liên hệ với dự án, các bạn có thể liên hệ qua email hello@wallet.io hoặc là theo dõi các thông tin trên Telegram, Facebook, Instagram, Twitter. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại các bạn ở dự án tiếp theo. Xin chào.